đi ngược đám đông á, nó có cái hay của nó nha. Tháng 6, tháng 7 thì 2 tháng phải nói là mọi người kinh doanh đều khóc ròng hết, cô hồn mà các bạn đi mua đồ làm cái gì. Nhưng mà thật ra em nói cái đó là quan niệm cũ rồi, bây giờ là mình phải canh me những cái mùa nào mà khuyến mãi nhiều, giá giảm tụt quần á, thì anh chị xúc liền cho em, giống như là ThinkPad X1 Carbon Gen 9 New Outlet anh chị ha, đó cái này là hàng chính hãng New Outlet anh chị ha. Rồi cái con này á, mẫu mã của X1 Carbon Gen 9, Gen 10, Gen 11 nó ná nhau anh chị. Con này nó chạy chip thế hệ 11 ha, đặc biệt là option sẵn RAM 32GB. Anh chị biết không, những cái dòng này á là RAM on board không option được, thành thử những cái con máy mà đã option sẵn như vậy nè, khi mà ra mắt giá cực kỳ cao chị, 50 mấy củ nha. Và bây giờ em cường chia cho anh chị gốc giá không tin nổi luôn, 21.9, trong khi nha còn được giảm 500 ngàn trong cái mùa hè này nữa, đến hết 30 tháng 7 luôn, thấy đã chưa. Nhiều nguyên con thì mình dùng thôi chứ có cái gì đâu, bảo hành đến từ em cường 12 tháng ha, 30 ngày đầu lỗi bất kỳ cái điều gì là em cường đổi máy cho mình, không có máy đổi em cường hoàn đủ tiền, không eo cắt nữa hết. Đây anh chị xem cái mẫu mã này nè, thì dòng X1 Carbon của ông ThinkPad á, nó là một cái dòng máy gọi là đẳng cấp cao rồi ha, đó dành cho những doanh nhân đồ, mỏng nhẹ ha. Con này nó chỉ cân nặng có một ký mốt mấy thôi, rất là mỏng nhẹ, phím phím gõ rất là đã luôn, tại vì ThinkPad á, cái đặc điểm nổi trội của nó là phím anh chị. Màn hình con này là Full HD và chống chói luôn nha, à chống chói, nó có là vân tay ha, cảm biến vân tay, còn siêu luôn anh chị thấy không, siêu y thân nó luôn, thì chính hãng ra mà toàn bộ, ngay cả cái hộp này cũng vậy, nhung nha, nó bọc nhung toàn bộ, rất là mịn tay, cầm vô rất là mịn tay anh chị, mỏng nhẹ, dễ sử dụng và đặc biệt là bền nha. ThinkPad anh chị dùng cho em cường chục năm là em nói bình thường, nhiều anh chị nói là em cường nó nổ, nhưng mà thật ra trải nghiệm đi rồi mới biết, không em không nổ xíu nào luôn. Có những con máy ThinkPad mà anh chị xài bây giờ tới 11, 12 năm rồi vẫn còn chạy phà phà luôn, trời ơi.